Nhiều con nhà ấy. Em chứ. Nhiều con nhà ấy, cho cô bán đi. Thơm gì nè, nếp ăn giỏi cho ăn cho nắng không ăn được đâu. Chị đi ăn bữa thôi. Bữa mà. Xoài gì? À, cái này nó ngọt hơn này, hay là sao? Đấy, về đây xem là bánh xoài này. Ai ăn mua về Sài Gòn cho ăn này. Đấy, bánh xoài đây. Đấy, về tận đây nó làm thủ công này. Đây đang phơi này. Phơi là xong rồi này. Tấm to này luôn à? Đây. Dạ xong. À ok. Nhìn bánh xoài này phơi, phơi như phơi quần áo luôn. Đi ra xem bánh xoài nhá. Vậy.